Giáo sư tiến sĩ Quang Trần xin thay mặt toàn thể giáo viên và gia đình tại trường quân đội QTD International. Năm mới xin chúc quý vị làm ăn phát tài, tiền vô như nước, muốn gì được nấy. Xin chúc các chị, các bác, các cô càng ngày càng trẻ đẹp, muốn gì được nấy, nhiều tình thương. Và chúc các anh, các chú, các bác càng ngày sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài, tiền vô như nước. Chúc các em học sinh càng ngày học giỏi, thông minh, mọi việc đều thành công trong cuộc sống hàng ngày. Happy New Year!